chuyện gì đây? Bà kia, đó, tôi nghe cậu Tám nói, ông Giang ở kế bên á, có vợ bé ở bên ngoài. Đó, lúc nãy còn đánh bà Giang mặt mày hả, sưng dù luôn, tội nghiệp lắm kìa, thiệt tình. Ê, bà Giang yếu quá, có chịu nổi không? Thì đó, chồng có vợ bé là thê thảm lắm rồi, còn bị ông đánh nữa chứ. Tôi cũng cảm thấy cặp vợ chồng này có gì lạ đâu, làm cho tôi phải trách nhầm người tốt. Hey, bà Giang vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, đúng là tội nghiệp mà. Tất cả mọi chuyện của ta đàn ông các ông hết, chẳng có ai tốt hết. Lại bắt bớ tới tôi. Đó, ai nói không bắt bớ đến ông. Nè, chuyện gì vậy? Hey, ông Giang xách theo một cái túi chè đem về. Hey, dĩ nhiên là về nhận lỗi rồi. Thứ đàn ông như ông lại tốt bụng và nhận lỗi hay sao? Hey, chuyện vợ chồng người ta mặc kệ họ đi. Sao lại không lo? Tôi là phụ nữ, tâm lý của phụ nữ tôi hiểu rõ nhất mà. Nếu là ông có vợ bé ở bên ngoài, ông về nhà, tôi có tốt bụng như vậy không? Im ở đó mà nói. Im văn phát à. Trời, giấu xác ở trong bếp rồi. Hey, bà nghĩ lung tung quá. Đâu có nghĩ bậy vậy đâu. Nghĩ lại cũng thấy ghê thiệt cái ngàn. Lúc nãy tôi xin lỗi nha, vô tình mạnh tay quá. Có làm cô đau không? Để tôi coi. Chết rồi, sưng hết trơn rồi, có đau không? Không sao, không sao. Chúng ta cùng làm việc thôi mà. Tôi có mua chè tổ yến cho cô ăn nè. Người ta nói dưỡng dung nhan, nhưng không biết có tan bầm không nữa. Cảm ơn. Nhưng mà không tan bầm không sao. Tôi có mua tuyết kem tan bầm nè, tôi xếp giùm cho. Cũng được. Đây, đừng có nhúc nhích. Ừ. Đau hả? Phải, nhẹ tay chút đi. Còn đau nữa không? Đỡ rồi. Ây da, tê quá. Có hơi nóng ha? Phải, nóng lắm á. Để cái nóng thấm sâu vô trong đã. Ừ. Được rồi. Nè, tay anh cũng bị trầy rồi kìa. Chết. Phải, chắc lúc nãy nhập vai quá bị trầy cũng không biết. Để tôi băng giùm anh nha. Không cần đâu, bị trầy chút xíu thôi mà kệ nó đi, không sao. Không được, lỡ vết thương làm độc còn rắc rối hơn. Để tôi đi lấy thuốc nha. Cảm ơn. Ôi trời, rác quá. Dĩ nhiên rồi, nếu không làm sao khử được vi khuẩn chứ. Tôi sợ khử vi khuẩn chưa chết, tôi đã chết trước rồi. Ôi trời, lần này màn kịch của chúng ta đúng là trầy da tróc giải. Dĩ nhiên rồi, nếu không làm sao đưa được chị Tâm vào bẫy. Thì dĩ nhiên rồi, chúng ta đồng nhập vai mà. Lần này nhất định là chị Tâm sẽ bị chúng ta gạt. Cổ lọt bẫy là cái chắc. Ôi da. Trời ơi. Ôi da. Ôi, cô Tâm, sao té ở đây vậy? Đứng lên đi. Không sao vậy? Có sao không? Đứng chỗ nào vậy? Đừng có gần tôi nghe. Hả? Làm gì vậy? Tôi không nghe. Cái gì vậy? Không nghe vậy? Đừng, tôi kêu cứu. Có té trúng chỗ nào không? Cứu tôi với. Lại kêu cứu gì vậy? Chuyện gì? Bà Ký à, ông giết tôi diệt khẩu kìa. Bỏ cái đó xuống đi. Tôi giết bà diệt khẩu. Tự nhiên sao tôi giết bà diệt khẩu chứ? Còn nói nữa, ông cầm cái kéo kìa. Tôi đang cắt đồ ở trong nhà mà. Ông không cần gạt tôi. Tôi đã nghe hết trơn rồi. Hai người là lừa đảo, hai người muốn gạt chị Tâm chứ gì. Cô Ba à, đây là chuyện hiểu lầm rồi. Đúng rồi, hiểu lầm thôi. Nghe hết trơn hết trọi rồi. Hai tên lừa đảo này, tôi không sợ hai người đâu. Con của tôi làm cảnh sát, tôi không sợ mấy người đâu. Con về đúng lúc lắm. Hai tên lừa đảo này nè, chúng muốn lừa gạt, còn muốn giết má nữa. Nè má, về nhà rồi hãy nói. Nó muốn giết người diệt khẩu đó, coi mọi người không ai gì hết mà, thiệt tình. Không có gì đâu, không có gì đâu, hiểu lầm thôi. Hiểu lầm. Cái gì? Họ là cấp trên của con. Thì ra là vậy. Bà còn nói người ta là lừa đảo nữa. Xin lỗi nghe madam. Uống trà. Mời uống trà, mời uống trà. Thôi được rồi, cảm ơn bác gái. Bác gái à, lần này hành động của tụi cháu là bảo mật. Hy vọng bác đừng có nói chuyện của tụi cháu cho mọi người biết. Nhất định. Ai dám nói nữa hen. Bác gái à, thật ra tên lừa đảo thật sự là chị Tâm kia. Bây giờ hai bác đã biết hết rồi. Cháu hy vọng hai bác hợp tác với cảnh sát. Tôi biết mà. Cảnh dân hợp tác là đương nhiên thôi. À phải sếp à, lần này á, nếu phá được vụ án này, thằng Thiết con của tôi có được lên chức không? Kìa, má nói kỳ quá. Bà gái à, cảnh sát tụi cháu lên chức hay không là phải có chế độ, không phải phá được án là sẽ được lên chức. Đúng rồi, tôi hiểu. Hiểu rồi phải không? À phải sếp à, sếp là cấp trên trực tiếp của nó, chắc là sếp hiểu nó lắm. Thằng Thiết làm việc rất là liều mạng. Sếp Giang à, vợ của tôi nói ngay vậy đó. Nhưng con của tôi làm việc thiệt tình rất là siêng. Lúc trước gì công việc bạn gái của nó cũng bỏ đi. Phải. Này ba má à, ba má nói gì kỳ vậy? Sếp Giang xin lỗi nghe, ba má tôi là vậy đó. Không sao đâu, bác trai cứ yên tâm. Anh Thiết làm việc siêng năng, cả sở ai cũng biết. Chuyện lên chức là sớm muộn thôi. Cảm ơn sếp. Đừng cảm ơn cháu chứ, cháu đâu có lên chức cho anh. Phải sếp à, madam à, hai người có phải là vợ chồng hay không? Hả? Không phải, tôi còn cải trang thôi mà. Cải trang?
nhưng mà hai người rất có tướng vợ chồng. Không chừng mai mốt quá hai người à. Nè má, đừng có nói nữa mà. Con nó đói bụng rồi, vô nấu mì đi. Nói nhiều quá, có phải muốn con không được linh chức không? À, sếp ngồi chơi nghe, má đang ngồi chơi nghe. Tự nhiên nghe, tự nhiên nghe. Sếp Giang, madam, xin lỗi nghe. Miệng của má tôi y như là miệng cây thảo dược vậy, nghĩ sao nói vậy à? Không sao. Thank you.